Em Vũ xin chào bà con cô bác trên YouTube nha. Hôm nay là xả hàng cuối năm luôn. Nên tất cả những cái video hôm giờ là xả mà bán chưa hết. Cam đầm điền Sigut hôm nay là xả hàng đây. Cái này là em bán được lắm à. Khi mà chúng ta cặn là mua không có đâu mà mua rất là mắc tiền đó. Đây là đầu Sigut tháo xe hàng đẹp càng. Nhưng mà cái giá lại là dễ sử dụng luôn. Đó. Sigut khi mà chúng ta bị hư phải không, qua anh dành quẹo dành gãy cầm gì đó, chúng ta vô hãng chúng ta mua đi rồi thấy cái cảnh nó mắc như quỷ vậy, cầm bắp chuối luôn quá ha, rất là đẹp. Không có bi, bi thì chúng ta mua bi đóng vô, bi chuyện dễ dàng thôi. Cầm đầm này Sigut 3 lỗ và 4 lỗ là Sigut FA và Sigut Sanker. Sigut 3 lỗ này hôm nay có cái đĩa chúng ta sẽ gắn qua Jupiter được. Jupiter được và Sigut FE này chúng ta sẽ gắn Sigut Sanker luôn, Jupiter luôn, ẹt nhỏ luôn, chiếc xe ẹt nhỏ luôn, ẹt nhỏ là ẹt 135 mà đời nhỏ 2005 đến 2010 á, ẹt nhỏ luôn tại vì nó đã có cái đĩa và nó sẽ sử dụng chung luôn, cái phần má đùm này sử dụng chung luôn, đó, rất là dễ sử dụng cho bà con nha. Nhưng mà cái giá là yêu thương nhất hôm nay, cam đùm nền và cái đĩa của hàng Sigut 3 lỗ đẹp như thế này đây, đẹp không tưởng đó. Tại giai đoạn em chưa có xài, em tháo xe mới chưa có xài, tức là người ta lên mâm kiểu mà mâm kiểu rồi người ta dư bên cam chỉ ra thôi đó nè, nó mới gì nè, nó mới ken xà ben luôn. Bây giờ là không có chỗ nào rẻ hơn chỗ này đâu, cho bà con có bác dò giá tất cả luôn. Bác hôm nay là thanh lý mà cuối năm rồi nó cái đĩa rin luôn nha, cái đĩa rin nha, không phải cái đĩa lô nha, riêng theo xe luôn, cái đĩa và cam đầm niền không có bi. Và hôm nay em sẽ bán vào 1.2 thôi. Bây giờ cái đĩa này bà con cô bác đi mua bao 400 ngàn à. Cái đĩa mua bao 400 ngàn à. Cái đĩa luôn, cam đầm niền mới ken xe ben như thế này đây. Hàng ghiên gớt xe. Thì của thằng Sigut FE nó sẽ đóng là Gucci nha. Và niền cái trước của nó là 14, sau 14 luôn đó. Là hai cái niền bằng nhau, là nó xài cái vỏ 250 trước sau là bằng nhau. Đó, Gucci 1.40. Đây, Sigut FE nha, Gucci, ngoài xa là Gucci 1.40, căm vàng khè tư xanh, căm đùm niền mới chát luôn, làm tao mua chưa chạy nha, làm tao mua hoàn toàn chưa chạy, không có bi, giờ chúng ta mua bi chúng ta đóng vô, bi là bật đạn đấy, bi là 1 triệu đạn, rồi vậy là 1.2 triệu. Cái đĩa là mua lẻ mấy trăm ngàn à, cái đĩa và căm đùm niền hay cái dành này là nhiêu tiền phải không, căm này nó nè, căm đẹp ken như thế này đây là chỉ 1.2 triệu thôi. Tiền ship bà con có bác trả giùm em, tại vì em đã bán cái giá rẻ, giá thanh lý rồi, thì bà con có bác chịu khó trả cái tiền ship giùm em nha. Mấy anh thợ nào có thể qua ba bóng bộ gì đó thì em còn bán bộ đó là Samfin cho cái đợt cuối năm hôm nay. Rồi cái phần Sigut FE này cho qua. Đĩa ba, ủa nó lộn cả nãy giờ này giới thiệu cái đĩa 4 lỗ. Cái cam đùm nền 4 lỗ này thì nó không có đĩa 33 lỗ nằm bên đây nè ông ơi. Nè 3 lỗ này nè. Có gì đâu, 3 lỗ nè. Thì ba lỗ này nãy cái giá em nói đó là 1.2 triệu với cái đĩa, còn cái thằng 4 lỗ là không có cái đĩa nha, thằng 4 lỗ là sẽ là 1.1 triệu đây nè, thằng ba lỗ đây nó lấy cam đùm niền ba lỗ này, gắn vô mấy anh kia được hết. Lúc mình cần mua không có luôn á, tới chừng mà có mà thờ cho nó ha. Mấy cái này đầu đẹp, mấy cánh kiên giang đầu mấy dùng đất nước mặn á, cô bác mua này vô xe mình. Chào ơi cầm đẹp nè, cầm đẹp ken luôn, hàng ghim dễ gì có. Đời 21-22 xài chung nè, nó sản xuất cái đời nè, thấy không, Gucci. Rồi, vậy là 1.2 triệu. Không có thì gửi xào cho anh đây. Rồi, cái này 4 lỗ là không có cái đĩa nha. Rồi cái này 4 lỗ này sẽ là 1.1 triệu đó, cầm trước cầm sau, bánh trước bánh sau 1.1 triệu. Rồi, rất là dễ sử dụng nha bà con các bác ha. Phần này cho qua. Thì hồi nãy em nói đó là cái thằng 3 lỗ này nè, thì chúng ta sẽ lấy cái đĩa luôn, thì nó sẽ trị được thằng Jupiter và ngạch nhỏ luôn nha. Là nó sẽ vô ạch nhỏ luôn và vô Jupiter luôn. Nó và Sigut FE cắt đời luôn. Rồi chúng ta sẽ lấy cái này gắn qua Sigut Sanker luôn. Nó sẽ là thông dụng, đúng không? Sigut Sanker, Sigut FE
rồi Edge nhỏ và Jupiter đó. Còn cái thằng bốn lỗ này nó chi duy nhất là vô thằng thằng bốn lỗ này nó vô là Sigurd Sanker thôi, bốn lỗ Sigurd Sanker. Rồi nhiêu đó thôi, cô bác 200 đồng tiền thì khỏi chơi, cái độ đẹp của nó là mới chát quá em. Rồi thằng này 1.2 triệu, thằng này 1.1 triệu, rồi cho qua nha. Và hôm nay sẽ có là một cặp mâm quy y, một cặp mâm quy y hàng Thái Lan, chính hãng hàng Thái Lan, 100% đó, không đúng một đình mờ thì mâm quy y này cái giá là từ xưa giờ nó là 5 triệu, không đổi của bác ha. Thì có những anh em người ta đã mua những chiếc xe quy y mà người ta bị mâm thuốc chuột Việt Nam thì mâm của Fulet đó, thì cái bản nhỏ thì hôm nay là đưa lên bản lớn cho cô bác coi, bản lớn, bản lưu hai lớn, và 5 triệu một bộ trước sau nha. Một bộ là một cặp á, cái trước đằng đẵng kìa, tức là nang nó sẽ có gồi, và một bên là bản lớn như thế này đây, bên bản lớn và bên bản nhỏ đây ha, bản lưu hái bên ta lớn chà bá nè, bên này nhỏ. Thì như vậy sẽ là 5 triệu một cặp đó, chưa có cái tiền ship nha, có cọc mới có ship cô bác ha, không cọc là không ship đâu. Tại vì mấy cái này là cái đồ nó chất lượng, đồ mắc tiền, đồ cao cấp nha. Mâm quy y đó, nút rồi nè, bản lớn bản nhỏ nè, lòng tambo chưa chạy, đây là hàng mới của Thái Lan. Và nó sẽ có cái mã vạch để chống cái hàng giả luôn nha. Cái này là kêu bằng cái mã QR đó, cái mã QR không phải mã vạch nè. Có begin luôn, begin của nhà máy luôn á. Đây là công ty NK sản xuất nha, không phải là CVS của Việt Nam mình, là CVS. Đây là công ty NK, công ty của thương hiệu Nhật Bản hợp tác với Thái Lan sản xuất ra. Đây là công ty NK đó, chữ Honda nhỏ xíu sắc nét rõ ràng, chữ NK nhỏ xíu sắc nét rõ ràng. Bản sao là 1.60, xài gió 250 đó. Rồi chúng ta đừng có để mà để ý 7766 cái điều của đánh lại là không có đúng. Nhiều người ta không biết về phân biệt mâm. Ở đây em bán chuyên nghiệp biết phân biệt mâm, tức là mình sẽ để ý là cái công ty NK sản xuất là công ty của Nhật. Đó, còn cái bánh trước đây. Cái bánh trước thì nó sẽ có rất là nhiều rồi. Và một nang là hai rồi, rồi lớn, rồi lớn không à. Bánh lẻ trước 125 mình bán. 1.1 triệu, nếu xé ra cái bánh trước không 1.1 triệu, lấy cái má nó thì 6.5 triệu nữa. NK đó, Honda NK Begin đó. Mâm mới rất là đẹp nha, mâm này là mâm cực kỳ mâm luôn. Lấy cái má luôn gắn được chứ, bánh là má luôn gắn vô bình thường. Giao chậm 5 triệu 5 triệu, không chế đâu, lấy má là vô luôn đó. Bánh má là vô luôn á, còn muốn trước sau là vô luôn nữa, không chế. Rồi quá em cô bác nha, 5 triệu cho cái cặp mâm quay y mới của Thái Lan. Nó có cọc có ship, chưa có tiền má đầm nha. Còn cái má đầm chỉ là cái má đầm dưới Việt Nam thôi. Anh em muốn lấy thêm cái má đầm Việt Nam thì 180 ngàn, không kẹp không bố. Đây là mâm quy y hắn đĩa bằng, thì chúng ta sẽ vô cái dòng đĩa bằng từ 2010 đảo lên 2022, tức là phu chỉ X Sanker sẽ vô được. Còn phu chỉ X FI thì anh em phải chế, chế tức là anh em sẽ cưa cái cửa này, cưa cái cửa và chế cái chập vô để cho nó có cái hệ thống FI là nó không có báo công tơ DMS ở đây, nó báo trên cục máy mắc mắc á. Ở đây là nó xài cái đĩa bằng, và tất cả những dòng xe đĩa bằng từ 2010 đảo lên là sẽ sử dụng được hết, tại vì Honda nó sẽ xài chung với nhau. EGX, Blast, Full Mập, Full LED, quay y đầu dò, quay y LED và EGX Blast, nói chung là dòng xe nào đĩa bằng là nó sẽ vô được cái cặp mâm này ha. Đây là cái hàng cao cấp của Thái Lan cho nên nó giá nó không rẻ các bác ha. Một cặp là 5 triệu đó. Rồi 5 triệu cho bác. Mà vô nhanh tay, còn chậm tay cũng còn luôn, giá mắc dữ lắm mấy cái đồ này mà. Rồi tiếp theo sẽ có gác chân ngang 2 tầng, hôm nay cũng giờ để phục vụ cho bà con cô bác. Đây là gác chân ngang 2 tầng của Y110 Thái, thì nó sẽ có 4 cục thun kèm theo và 4 cái con ốc kèm theo, 4 con ốc dày như cái mền luôn, và 4 cục thun Argo cũng dày như cái mền luôn đó. Thì một cái bộ gác chân ngang 2 tầng như vậy sẽ là 800 ngàn. Đây con ốc nó dày như này đây, thấy không, đồ mình là đồ xịn sò đó, ốc phục mình còn đó. Ốc phục có loại 1 phục 10, có loại 1, xe nào cũng xài chung hết. Và cục thun Argo của nó dày như cái mền mà không có ốc nha cô bác nha, mà không có ốc nha. Và cái bộ gác chân ngang 2 tầng với cái chống ngang, lộn, gác chân ngang 2 tầng nguyên bộ như thế này là thiếu ốc thôi là 800 ngàn à. Giá bao rẻ nhất thị trường luôn nha, không có chỗ nào đâu, không có rẻ bằng đâu thiệt luôn.
Kêu kiểm tra kỹ lại coi. Dạ, để em kiểm tra cái đơn lên lại. Coi kiểm tra sổ, kiểm tra bên cái to bên kia coi, coi cái hàng quá coi khui ra hết chân chưa. Rồi cái này để thông để vô, để thông để ốc vô, để thông để acro vô. Đó, để gì nè, để thông để acro vô 800 ngàn. 4 cục thông. Nha, 4 cục thông và 4 cái acro vô. Đấy, acro chim vô đây nè, để vô. Đó, 800 ngàn, bộ gắt chân ngang 2 tầng của Thái. Rất là cứng chắc và dày dặn nha. Cứng chắc, dày dặn, nó chạy không gơ lắc nè, cái bảng này nè. Còn cái chống ngang có qua 110 thì 130 ngàn, cái chống ngang đã bắt vô đây nè. Còn hai cục thun này 100 ngàn nữa. Đó, thì chúng ta sẽ gắn vô qua 110, qua pha lóc trắng, lóc đen, cắt đời, qua 110, cắt đời và phu chờ 1, cắt đời sẽ xài chung với cái combo này đây. Thì cái combo này là bao gồm 4 cục thun và 4 cái acro thì và một cây cây chống ngang 2 tầng nữa. Thì sẽ là 800 ngàn, chưa có tiền ship, cái thể loại này em bán được. Nói chung khách hàng người ta xài nhiều. Đồ mình là đồ Thái xịn nha các bác nha. Rồi, còn cái phần này đây là cái phần bình xăng của 110 và bình xăng phu 1. Thì cái thể loại này em đã bán hoài đó, thì anh em có cái nhu cầu sử dụng này đã biết qua cái kênh YouTube của Vũ rồi đó. Kêu người ta kiểm tra kỹ lại hết rồi. Nhầm chi ổng sớn sát nữa đó, nhiều người lắm. Sớn sát chưa khui nữa, nói mình gửi không đủ đồ rồi. Đây là bình xăng của qua 110 Thái, nó có xài xả xị đây, và bình xăng của qua 110 Thái nó nhưng không xài xả xị, mình sẽ kêu là bình phu 1. Thì nó sẽ vô được quay rim hết. Quay rim hôm nay cái giá đã giảm nhiệt mạnh luôn. Đó là 1.4 triệu. Đó, lúc trước là 1.450 triệu, giờ 1.550 triệu không, nó không có rẻ đâu. Tại vì cái đồ này là đồ của Honda chính hãng, Honda chính hãng Thái Lan, đây là cái tem của Honda niêm phong đây ha. Mình đã cắt ra trước mặt của con các bác coi luôn. Đó, bình rất là đẹp, Honda chính hãng của Thái Lan mà đâu phải chuyện chuyện chơi đâu. Trong bình sẽ đóng là KFL luôn. Đó. Trong bình đóng KFL như thế này luôn nha. Và cái này là cái gió ngoài là gắn xá xị vô xài. Kenhin đây, 7CA đây ha. Và có cái chấm rin ở đây, đó là bình rin. Chấm đây, cái bi nè, thấy không? Đây là bình rin của Honda chính hãng Thái Lan. Cho nên là cái giá là sẽ 1.4 triệu. Đó. Xài rất là êm nha. Đây là cái bình cũng quay cho mừng nó, nhưng mà nó gió ngoài, nó là mình sẽ kêu là bình phu chờ 1. Đây là đây, nó vẫn là dít 3 ke, bên đây cũng là dít 3 ke nha. Đây là dít 3 ke, bên đây dít 3 ke, nhưng mà thằng này là có ống đồng để bắt xá xì, thằng này không có ống đồng mà gió trong. Đó, vẫn là cái họng KFL đáng đâu rồi xịn hết. 1.4 triệu một bộ nghe các bác nha, 1.4 triệu một cái bình đây cả là. Rồi thì anh em sẽ gắn quay và rim, thì bình này là bình 110, bình 110 thì gắn với quay 110 cắt đời, bình 110 sẽ gắn phu chờ 1 cắt đời và gắn quay alpha lốc trắng lốc đen 110 ZX alpha cộng cắt đời được hết. Rim giờ sẽ gắn rim luôn và sẽ gắn super luôn, nó sẽ vô cắt đời. Và cái lý do hôm nay là nó vô được á là tức là cái họng này là họng nhỏ và họng này là họng nhỏ co thẳng. Co thẳng và cái họng này là họng boe nhỏ, cho nên nó không có trở ngại gì hết. Không cho trở ngại bất cứ cái xe nào. Gim gim tem lửa cắt đời, super gim cắt đời, gim lùm 99 cắt đời, quanh pha lốc trắng lốc đen cắt đời, 110 cắt đời, phun 1 cắt đời. Đó là những cái dòng xe đời cũ. Mình sẽ vô được luôn, cho nên là cái họng này nó nhỏ nè, thấy không? Rất là đẹp, đồ nó hồng hồng đẹp lắm các bác ơi. Đồ nó hồng hồng đẹp lắm này. Thì chúng ta xài cũ nó sẽ lên màu đẹp lắm luôn. Là mới nó sẽ như vậy, xài cũ nó sẽ lên màu. Rồi em sẽ gỡ một trái ga bê tông cho bà con cô bác coi luôn nhé. Lò xo dài như thế này đây. Đây là hàng xịn cao cấp cho nên ở trong nó sẽ đóng là 2H2C nha. H2C nè. Đó, đồ xịn cao cấp như là như vậy. Thì thường thường những cái xe mà chúng ta bị hao xăng á, thì anh em chạy lâu quá cái kim đót này nó thục nè. Nó thục cái lỗ đó đó, nó to lên. Cái lỗ đồng trong đó nó to lên. Lâu ngày mà thịt da còn mòn không chỉ là ba cái này. Thục lâu ngày thịt da còn mòn, không chỉ là ba cái đầu sắt thép này thì cái lỗ nó mòn, nó sẽ hao xăng hơn. Nó sẽ hao xăng hơn kìa các bạn.
Rồi thì 1.400.000 một bộ bình xăng con của Honda chính hãng Việt Nam, chính hãng Honda Thái Lan chứ, chính hãng Honda Thái Lan, có cái tem niêm phong của Thái Lan đây ha. Thì cô bác có nhu cầu sử dụng thì liên hệ số điện thoại hotline của em trên màn hình những cái món hàng hôm qua hôm nay. Rồi cảm ơn cô bác đã dành thời gian quý báu để xem clip cô Vũ nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha các bác nha.